ong bay vào nhà điểm gì? Hên hay xui? Bật mí con số may mắn. Khi nghĩ về loài ong, mọi người thường liên tưởng đến sự tung tăng, sự chăm chỉ. Vậy trong phong thủy, chú ong mang ý nghĩa tâm linh ra sao? Ong bay vào nhà điểm gì? Có phải là điểm báo may mắn hay không? Bí ẩn loài ong trong phong thủy. Ong là con vật thuộc lớp côn trùng. Tên khoa học là INSECTA. Chúng sống theo đàn, đứng đầu là ong chúa, tiếp đến ong thợ. Ong là đại diện của một gia đình đoàn kết với sự giúp đỡ và yêu thương nhau. Trong phong thủy, con ong là biểu trưng cho sự bình yên và an lành. Chúng cũng là biểu tượng của sự chăm chỉ, là lời nhắc mỗi người biết nỗ lực sẽ tiến đến đỉnh cao của vinh quang. Ong bay vào nhà điềm báo gì? Dân gian ta truyền tai nhau rằng, nếu gia đình bạn được ong bay vào nhà, tương lai tài lộc rộng mở, công danh thăng tiến. Tuy nhiên, từng hình ảnh ong bay vào nhà với từng khung thời gian khác nhau sẽ báo hiệu những điềm báo khác nhau ong vàng bay vào nhà chú ong với bộ lông vàng óng là biểu trưng của tiền tài công danh nếu may mắn được ong vàng ghé thăm gia đình thời gian sắp tới công việc của bạn gặp nhiều cơ hội được thăng chức tăng lương những dự án đang dở dang nếu chuyên tâm sẽ đạt được một kết thúc hoàn hảo ong mật bay vào nhà là loài ong mang trong mình dòng mật ngọt món quà sức khỏe quý giá với con người được ong mật hay còn gọi là ong vò vẽ ghé thăm báo hiệu cả nhà tinh thần phấn chấn sức lực sung mãn cũng nhờ tinh thần và sức khỏe tốt mà bạn làm việc đạt hiệu suất cao, tiền tài sung túc. Ông bay vào nhà xây tổ, nếu ông bay vào nhà đem đến phúc lành một thì cả đàn ông vào nhà xây tổ sẽ đem sự may mắn ấy nhân đôi bội lần. Tổ ông tới gia đình của bạn như một minh chứng cho sự đoàn kết, gắn bó và yêu thương nhau nhiều hơn. Ông bay vào nhà và bay theo bạn, điều này chứng tỏ bạn được nhận lộc quý nhân, thời gian sắp tới được người tài giỏi dẫn dắt. Nếu cố gắng và tích cực hơn trong thời gian này, những điều tốt đẹp nhất về công danh sẽ mỉm cười với bạn. Nếu ong bay vào nhà mà đậu lên vai bạn là báo hiệu cho thấy bạn sắp đón nhận những tin vui về hỷ sự, con cái. Ong bay vào nhà rồi chết, về mặt tâm linh, khi ong bay vào nhà rồi chết có thể là báo hiệu về việc bạn trải qua một nỗi buồn nào đó. Tuy nhiên bạn cũng đừng quá lo lắng, khi được báo hiệu trước, sự tích cực và lạc quan của bạn sẽ giúp mọi việc trôi qua bình yên. Ong ruồi bay vào nhà chết, ong ruồi có kích thước nhỏ tầm 7-10mm, chúng nhỏ hơn ong hoặc ong mật thông thường loài ong ruồi này bay vào nhà bạn rồi chết là điềm báo cho thấy bạn có thể gặp những trục trặc nhưng thường rất nhỏ và không đáng ngại có thể vượt qua nhanh chóng ong bay vào phòng ngủ là điềm gì đây là điềm báo về lộc tình duyên khi chúng bay vào nhà mang đến những mật ngọt hương thơm báo hiệu cho sự ra hoa kết trái của tình yêu trong khoảng thời gian này nếu ai còn độc thân có cơ hội tìm được nửa kia chân ái nếu bạn là người đã có gia đình thì gia đạo an yên con cái học tập tốt. Giải mã ong bay vào nhà theo giờ. Buổi sáng, ong mang đến nguồn năng lượng dương khí cao, giúp chủ nhà tinh thần và sức khỏe tăng cường, dự báo nguồn tài chính cũng được nhân lên. Buổi chiều, trong khoảng thời gian này mà gia đình bạn được ong ghé thăm, cho thấy bạn sắp có người xa đến chơi nhà, công việc gặt hái thành quả hoặc con cái thi cử đỗ đạt. Buổi tối, ong tới nhà là điềm báo về hạnh phúc gia đình, cả nhà đầm ấm, sung túc. Ong bay vào nhà mùng 1 đầu năm. Lễ Tết xuân về, ong bay đến nhà là lộc đầu năm. Cả năm tới gia đình bạn hưởng nhiều phúc quý, quý nhân phù trợ. Chuyện làm ăn thuận buồm xuôi gió, tính đâu gặp đó. Gia đình vẹn tròn, vợ chồng hạnh phúc, con cháu hiếu thuận. Nếu ong tới nhà bạn vào mùng một đầu tháng thì cả tháng bạn nhận được vận may, tranh thủ tình toán làm ăn trong tháng này được bội thu, cơ hội tích lũy tài sản. Mơ thấy ong bay vào nhà. Nếu ong bay vào nhà xuất hiện trong giấc mơ của bạn cho thấy rằng bạn được gia tiên phù hộ độ trì, con đường quan lộ thăng tiến. Chi tiết ý nghĩa giấc mơ thấy ong, mời bạn tham khảo tại bài giải mã giấc mơ thấy ong và những con số đem lại may mắn. Ong bay vào nhà đánh con gì? Khi giải mã điểm báo, mỗi con vật sẽ gắn liền với một vài con số may mắn trong bộ sổ mơ. Nếu thắc mắc không biết ong bay vào nhà đánh con gì, bạn có thể sử dụng cặp đôi thần tài tượng trưng cho ong là 38, 82. Tuy nhiên đừng đánh cược tiền tài của mình vào những trò chơi may rủi. Trong phong thủy, tài lộc đến nhanh nhất với những ai biết cố gắng và kiếm tiền trên năng lực, biết cố gắng và làm việc thiện. Ông bay vào nhà phải làm sao? Mặc dù ông đem đến những điểm báo cát lành và vận may về tài lộc trong tương lai, tuy nhiên thì ông bay vào nhà, gia chủ cũng cần lưu ý một số điều sau. Ông là loài vật có nọc, không may bị ong đốt thì độc dược trong ong chứa nhiều axit formic sẽ có thể gây ra tình trạng mẩn đỏ, ngứa, hoặc tệ hơn là độc đi vào cơ thể. Vì thế, bạn cần hết sức cẩn thận khi va chạm hoặc tác động đến tổ của chúng. Vì ong bay vào nhà đem đến những cát lành, do đó mà người ta lưu truyền nhau không nên đuổi ong ra khỏi nhà. Tuy nhiên thì tùy từng trường hợp mà bạn có cách xử lý tốt nhất. Một nếu ong xây tổ tại những nơi không có tác động nhiều đến cuộc sống thì gia chủ có thể để chúng sinh hoạt tại đó. 2. Nếu ong bay vào nhà hoặc xây tổ mà có tác động đến bạn và thành viên hãy mạnh dạn áp dụng một số mẹo khéo đưa ong ra ngoài mà vẫn không ảnh hưởng đến lộc của gia đình như Sử dụng hoa quả ngọt bên ngoài nhà để dụ chúng bay ra Dùng mùi khắc tinh với ong là xả hoặc hương xả để ong tự đi Tỏi hoặc bột tỏi cũng là một trong những biện pháp mà ong khó chịu, tự động rời ra khỏi nhà bạn Theo kinh nghiệm thì bạn có thể rời tổ ong khỏi nhà dễ nhất bằng những cách trên khi làm vào chiều tối hoặc sáng sớm Về mặt phong thủy, ong luôn đem đến điểm tốt lành cho gia chủ tuy nhiên khi ong bay vào nhà để nhận được lộc ong ban nên thường xuyên làm thiện tích đức đồng thời không quên cố gắng mỗi ngày giúp người giúp ta